khởi đầu ngày mới sôi động. Luôn đồng hành với người dân. Những thông tin nóng nhất liên tục cập nhật ngay khi phát sóng. Các vấn đề thiết thực nhất tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng. Chỉ có thể là Let's Cafe kể chuyện thời sự. 6:30 đến 8:00 mỗi ngày, duy nhất trên kênh Let's Việt. Daikin, nhà sản xuất máy điều hòa không khí của Nhật Bản, hân hạnh tài trợ chương trình này.